trở thành nhà vô địch của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 vào ngày hôm qua ngày 15 tháng 9, Trần Trung Đăng nhận được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông và cộng đồng. Sáng 16 tháng 9, trong một chương trình giao lưu trực tuyến phát sóng trên, cậu học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An đã có những chia sẻ thú vị và chân thật về cuộc sống cá nhân. Qua một ngày nghỉ ngơi, em cũng lấy lại được phần nào tinh thần bình thường. Xem lại khoảnh khắc đăng quang, em thấy vui và mãn nguyện vì cuối cùng thì những mình ước bấy lâu nay của mình đã thành hiện thực, Thế Trung chia sẻ. Chàng trai đánh giá cao các đối thủ cùng thi và cho rằng nếu thất bại thì ai cũng có những trải nghiệm đáng nhớ. Đặc biệt, nam sinh không quên bày tỏ biết ơn với người chị gái đã khuất từng khích lệ và giúp đỡ cậu rất nhiều trong học tập. Thế Trung bối rối khi nhắc đến chuyện tình cảm. Sau trận chung kết năm của đường lên đỉnh Olympia, Thế Trung chia sẻ lượng follow trên trang cá nhân tăng vọt. Chàng trai nói vui cuộc sống sẽ không bình thường như cũ nên sẽ thận trọng khi kết bạn trên mạng xã hội chứ không ấn đồng ý bừa bãi như trước. Tuy nhiên, tân quán quân vẫn sẵn sàng trả lời những tin nhắn gọi về kiến thức tùy theo khả năng. Chàng trai cũng cho hay không thần tượng ai mà chỉ học tập những điều hay và rút kinh nghiệm từ những điểm chưa tốt của những người nổi tiếng. Khán giả theo dõi live stream chắc hẳn ấn tượng với phần trả lời của Mười về chuyện tình cảm. Em cũng không phải kiểu mọt sách như mọi người nghĩ đâu. Thật sự thì em cũng có bạn gái rồi đấy nhưng em rất vụng về trong chuyện tình cảm. Em nghĩ là mình cần thêm thời gian để quan tâm một người thật sự, để nghĩ cho người khác chứ không chỉ nghĩ cho bản thân. Bây giờ thì em chưa sẵn sàng, Thế Trung tâm sự. Nói về những dự định tương lai, nam sinh cho biết sẽ cân nhắc về suất học bổng của chương trình và mong muốn nếu có đi du học thì cũng sẽ trở về quê hương Việt Nam.